Mu Chang Chun, phó giám đốc phòng thanh toán của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa tiết lộ một số thông tin về tiền ảo sắp ra mắt. Ông cho biết tiền ảo giúp bảo vệ chủ quyền tiền tệ và tính pháp lý của tiền tệ. Theo ông, token cũng an toàn như tiền giấy và có thể dùng được khi không có kết nối mạng. Chúng được sử dụng trên các ứng dụng WeChat của Tencent, Alipay của Alibaba. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thành lập nhóm nghiên cứu vào năm 2014 nhằm triển khai tiền ảo riêng, cắt giảm chi phí lưu hành tiền giấy truyền thống và tăng cường kiểm soát nguồn cung tiền tệ của các nhà hoạch định chính sách tuy không có nhiều thông tin. Tháng 8 năm 2019, ông Mu thông báo tiền ảo gần như đã sẵn sàng. Trong khi đó, tờ Fox dẫn nguồn tin riêng cho biết nó sẽ chính thức phát hành vào ngày 11 tháng 11. Một số chuyên gia nhận định Trung Quốc dường như đã tăng tốc độ ra mắt tiền ảo sau khi Facebook thông báo về kế hoạch phát triển tiền ảo Libra. Theo ông Mu, tiền ảo sẽ cân bằng giữa cho phép thanh toán ẩn danh và ngăn ngừa rửa tiền. Nó có nhiều điểm chung với Libra nhưng không phải bản sao trực tiếp tiền ảo facebook dù chưa có mặt nhưng làm dấy lên nhiều quan ngại giữa các nhà quản lý trên thế giới họ lo lắng libra sẽ nhanh chóng trở thành hình thức thanh toán điện tử thống trị và là một kênh để rửa tiền xét tới tầm phủ sóng xuyên biên giới của facebook